Xin chào các bạn. Trong cờ tướng thì người ta thường hay có câu đơn xa sát bằng tử, nghĩa là về tàn cuộc thì bên còn xa sẽ có rất là lợi thế rất là nhiều so với lại bên không có xa. Liệu câu nói ấy có đúng trong trường hợp này hay không, khi bên đỏ tuy còn một đơn xa rất mạnh nhưng mà phải đối đầu với bên đen còn pháo mã và có một thế lớn rất là ngạc, nghĩa là pháo sẽ tăng xuống và sát cục ngay. Tướng thì không bình vào được do có mặt tướng ở đây đã chiếm giữ. Nếu đi đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ đơn giản là kéo xe qua để thủ nước mà pháo cắm xuống chiếu sát thì tất nhiên là xe đỏ này sẽ chết ngay, bằng cách là mã sẽ thối về chiếu tướng, bắt buộc tướng phải tấn một, sau đó lại bình pháo chiếu, bắt buộc phải sập sĩ, sau đó lại rút mã về chiếu tướng, bắt buộc sĩ phải chống lên, sau đó thì chỉ cần là thối mã về tiếp tục dùng pháo chiếu tướng. Và như ta thấy thì trắng này xe này sẽ mất. Như vậy nếu chúng ta suy nghĩ đơn giản là bình xe qua thì tất nhiên là bên đỏ sẽ bay cụt. Vậy cách đi hợp lý như thế nào? Đó là phải tấn dưới một nhịp. Lúc này thì bên đen sẽ có hai đường, đó là đường thối thứ một và đường tấn thứ một. Ta sẽ xét xem trong từng trường hợp. Thứ nhất đó là thối thứ một thì lúc này xe lại tấn một nhịp nữa chiếu, tướng bắt buộc phải tấn một, sau đó mới lại bình qua để thủ trước nước mà pháo cắm xuống. Đến đây thì bên đây vẫn có cách đi, đó là thối mã về chiếu tướng, bắt buộc tướng phải tấn một, sau đó lại bình pháo chiếu, bắt buộc phải là sập sĩ. Như thấy đến đây nếu mà mã nhảy chiếu thì tướng sẽ thối một, còn nếu mà mã nhảy về lộ năm chiếu tướng thì tất nhiên tướng sẽ thối một. Và như thấy bước kế tiếp chiếu thế nào nữa thì tướng cũng sẽ bình vào, và đưa mình vào thì nữa thì chắc chắn là pháo mã sẽ không thể chống lại được sức mạnh của đơn xe. Còn cho vậy nước đi đúng của bên đây lúc này phải là thông áp về chiếu tướng, bắt buộc phải chống dị, sau đó thì lại đem pháo về để dùng tướng giữ. Nhưng mà đỏ vẫn có cách đi, đó là bình xe vào. Đến đây thì như thấy với lực lượng pháo mã của đen không thể làm gì được bên đỏ, cho dù có thối về chiếu nữa thì cũng sẽ hạ sĩ. Nếu mà tướng di chuyển thì tất nhiên tướng sẽ di chuyển mà và đi vào, còn nếu mà tiếp tục dùng mã chiếu tướng thì lại chống sĩ. Nếu có thối về đây chiếu tướng nữa thì cũng lẽ sập sĩ, nếu mà tăng chiếu tướng nữa thì lại thối tướng, và bước kế tiếp sẽ là bình tướng vào. Đến đây thì đang không có thể nào mà chiến thắng được bên đỏ. Như vậy ta thấy nếu từ nước mà xe phán chiếu, nếu mà bên đen lựa chọn là thối tướng thì tất nhiên sẽ không thể nào mà chiến thắng được bên đỏ. Còn cách đi thứ hai đó là không thối tướng mà phán tướng thì như thế nào? Này thì bên đỏ tất nhiên là phải bình qua để chống cái nước mà pháo cắm xuống chiếu sát, thì mã lại thối về lộ 7 chiếu tướng, bắt buộc tướng phải tấn một, sau đó lại bình pháo chiếu, sĩ phải hạ về, sau tiếp tục như mã về chiếu, sĩ phải chống lên và tiếp tục chơi là pháo thối một. Như thấy đến đây thì bên đỏ không có thể suy nghĩ như trường hợp lúc trước, có nghĩa là bình xe vào được. Nhìn thì có vẻ giống, tại vì lúc trước là tướng ở đây, pháo ở đây và xe bình vào, còn trường hợp này thì tướng ở đây, pháo ở đây và xe cũng ở phía dưới. Nhưng thật ra đến đây thì bên đây chỉ cần thối mã về chiếu tướng, tất nhiên là xe này sẽ mất. Do vậy ta sẽ xếp đến đây thì bên đỏ sẽ đi như nước nào? Có thể là xe bình ngang hoặc là xe chạy theo đường dọc. Giả sử là xe chạy qua bên cánh trái, đến đây mình đang chỉ cần là tấn mã xuống chiếu tướng, bắt buộc sĩ phải hạ về, sau thì dùng mã ăn thẳng vào sĩ. Như thấy bước kế tiếp của bên đây rất nguy hiểm, đó là thông mã về để dùng tiền mã hậu pháo chiếu tướng sát cục, đồng thời có mặt tướng ở đây nữa. Nếu mà thấu tướng thì tất nhiên vẫn chiếu sát, chỉ còn một cách đỡ là phải dùng xe để truy cản, nhưng mà cũng thật ra cũng được, tại vì nếu mà xe thối về thì mã vẫn nhảy chiếu, bắt buộc xe phải đi qua lót và đang chơi đòn lưỡng chiếu tướng là cùng pháo cùng mã thì bên đỏ chắc chắn là sẽ bại. Do vậy ta thấy bước đi mà bình xe qua bên cánh trái là không được, còn sát ở bước đi tiếp nghĩa là xe thối một, thì
Mã lập tức nhảy về chiếu tướng và chết sang ngay. Nên cái chuyện mà xe thối bột là không hợp lý. Còn bước tiếp theo nghĩa là xe thối hai nước thì sẽ như thế nào? Ở đây thì Mã lại thối về lộ 8, chiếu tướng xe không thể đưa vào cảng được tại vì có Trung Mã ở đây, bắt buộc phải hạ sĩ. Thì đỏ lại đang lại tiếp tục nhảy mã chiếu tướng, bắt buộc phải chống sĩ, sau đó là tiếp tục thối về lộ 8, chiếu tướng bắt buộc phải hạ sĩ, tiếp tục mã thắng lên đang truy bắt xe, đồng thời giữ lộ tướng không cho xe có thể bình chiếu tướng. Đến đây hoặc cho dù đang chạy xe đường nào thì cũng sẽ thua cuộc, chạy như là thố một thì mã lại tiếp tục nhảy chiếu tướng, cuộc sĩ phải chống lên, sau đó thì lưỡng chiếu tướng cùng pháo cùng mã chiếu, tất nhiên là đỏ sẽ bại. Vậy ta sẽ xem đến trường hợp tiếp theo, đó là xe không có thối hai mà lúc này thối về ba nước thì mình đang sẽ đi như thế nào. Đang lại tiếp tục thối về độ 8 chiếu tướng, sĩ phải hạ về, sau đó là tiếp tục thối về độ 6 chiếu tướng, sĩ phải chống lên, tiếp tục tấn vào độ 7 chiếu tướng đang truy bắt xe, bắt buộc xe phải đem vào cảng, sau đó thì lại nhảy qua mã qua bên độ 9. Lúc này thì bên đỏ hoặc là đi tướng hoặc là di chuyển xe, nhưng mà di chuyển tướng thì tất nhiên mã sẽ lập tức ở chiếu tướng, bắt buộc tướng phải lên, sau đó rút mã về chiếu tướng và chết xe. Do vậy tướng không thể đi mà phải đi xe, nhưng mà đi xe nước nào chẳng hạn như là tấn một thì lúc này mã lại tiếp tục nhảy vào lộ 8. Như thấy ở tướng này bất đồng, sĩ bất đồng, xe phải đi, nhưng nếu xe thố một thì mã lại nhảy về chiếu tướng chết xe ngay. Vậy còn hai trường hợp, nhất là thối hai nước thì lúc này pháo lại bình của bên lộ 9 đang mà cắm xuống rất cục, xe không thể theo được tại vì nếu mà xe bình theo thì mã sẽ nhảy về chiếu tướng và bắt chiếc xe. Do vậy bên đỏ chỉ còn một tia duy nhất, đó là bình vào chiếu tướng, tướng lại bình ra, sau đó thì lại bình tướng vào, nhưng cách đi này cũng sẽ bị chết xe bởi đang vẫn cắm xuống chiếu. Nếu mà tướng thứ một thì mã ăn về sĩ và ăn mất xe. Còn trường hợp thứ hai đó là tướng không thủ một mà tướng tấn một thì mã vẫn nhảy về lộ 7, vẫn chiếu tướng và bắt chết xe. Và vậy ta sẽ xem trường hợp và còn lại, nghĩa là xe không thối về hai nước mà lúc này xe sẽ thối về ba nước thì đang sẽ đi như thế nào. Lúc này thì mã lại nhảy về chiếu tướng, bắt tướng phải thối một, sau thì lại tấn pháo lên hai nước. Tướng không thể di chuyển, sĩ không thể di chuyển, bắt buộc xe phải tấn một. Thì lúc này mã lại nhảy qua lộ 8 chiếu tướng, bắt tướng phải tấn một, sau đó thì lại bình pháo qua lộ 9. Như thấy trường hợp này là giống trường hợp lúc trước, xe không thể kéo qua để truy cản pháo tại vì mã sẽ nhảy về chiếu tướng và bắt chết. Chỉ còn trường hợp là chiếu tướng thì sau đó bình tướng vào, thì như mình đã phân tích bên đỏ cũng sẽ thua cuộc. Vậy ta sẽ xem trường hợp đi tiếp theo của xe sẽ đi như thế nào từ nước thứ năm, nghĩa là sau khi pháo thối về. Thối về đây không được, đây không được, đây không được. Vậy tiếp tục thối về ở bốn nước thì sẽ như thế nào? Lúc đó mà chỉ cần thối về lộ 8 chiếu tướng, bắt buộc sĩ pha về, sau đó thì lại tấn vào lộ 7 chiếu tướng và chết xe ngay. Do vậy thối bốn nước không được, vậy còn thối năm nước thì sao? Chẳng hạn như là đem về đây thì lúc này mã 6 vẫn thối đi về lộ 8 chiếu tướng, xe bắt buộc phải đem vào cảng, sau đó thì mã tiếp tục chiếu tướng, bắt tướng phải thối một và giàn pháo lên hai nước. Trường hợp này thì lại giống như trường hợp lúc trước mình đã phân tích, mình đỏ cũng không thể nào chống đỡ. Rồi tiếp theo đó là xe không thối về đây mà thối về ngang hàng sĩ, thì lúc này mã vẫn thối 8 chiếu tướng, bắt buộc sĩ phải thối về, sau đó thì lại tiếp tục nhảy mã và chiếu tướng đang truy bắt xe, xe bắt buộc phải đem vào cảng, thì mã lại thối về lộ 6 chiếu tướng, sĩ phải chống lên, mã lại tiếp tục nhảy qua lộ 8 chiếu tướng và xe này cũng chắc chắn là cũng sẽ mất. Vậy ta sẽ xét tiếp trường hợp đi của xe thối về đây không được, vậy chắc chắn là không thể thối về đây rồi. Ví dụ như thối về đây thì mã sẽ ngay lập tức nhảy chiếu và xe này sẽ mất ngay. Như vậy còn bước đi cuối cùng đó là
thấu về tận hàng đáy. Thì lúc này Mã lại thấu về lỗ tai chú tướng, bác sĩ phải thấu về, sau đó lại tiếp tục thấu về lỗ sau chú tướng, bắt bộ sĩ phải chống lên tiếp tục nhảy qua lỗ 7 chú tướng, sĩ phải hạ về, sau đó thì lại nhảy qua lỗ 8 chú tướng và xe này cũng sẽ mất. Như thấy bên đây tuy còn pháo mã nhưng mà sử dụng rất là linh hoạt, đó cho dù xe có đi đường nào để chống đỡ đến nữa thì cũng sẽ bị bên đàn dùng những diệu kế để có thể bắt chết xe. Hình tạng này hay ở chỗ là từ nước đầu tiên người thấy là xe tấn chiếu tướng. Thông thường như thấy thì chúng ta thường tránh chuyện tướng lên lầu cao tại vì khó chống đỡ, nhưng mà thật ra trong trường hợp này tướng lên lầu cao là một lựa chọn rất là thông minh, nhưng mình đã phân tích có thể là giúp bên đàn có thể chiến thắng được hình cờ tàn rất hay này. Clip mình hôm nay cũng xin kết thúc. Nếu các bạn thấy hay xin hãy cho mình một like và nhớ comment dưới video để mình có thêm động lực làm tiếp các video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.